pháp tôi mặc vào thôi, kêu ba đó nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay ngày 12 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng long trọng tổ chức kính mừng đại lễ Vu Lan. Lời đầu tiên, Ngọc Mai con xin kính chúc chư tôn đức tăng ni thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành. Kính chúc quý vị đại biểu, quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây chương trình văn nghệ kính mừng đại lễ Vu Lan, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng xin được bắt đầu. Nam mô Vu Lan duyên khởi đại hiệu Ngục Kiền Liên Bồ Tát. Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón Vu Lan. Bâng quơ nỗi nhớ ơn sinh dưỡng, tổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Mở đầu chương trình văn nghệ là bài hát Tiếng Chuông Thiền Viện, nhạc và lời Thúy Hạnh, do Tốt Ca Nam Nữ Ban Văn Nghệ Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng biểu diễn.